Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình làm clip này để test một sản phẩm đã bị lỗi. Nhưng mà sản phẩm này thì mình bị bên hãng từ chối bảo hành đến 7 cái, có nghĩa là 7 lần, và cái này là cái thứ 7. Thì cái LCD này thuộc thương hiệu AOC. Thương hiệu này hiện tại đang có hai nhà phân phối, đó là FPT và Hanel. Thì trong khoảng một tuần vừa qua thì mình bị từ chối khoảng 7 cái màn hình như thế này. Và với cùng một lý do, và một lý do đó thì mình không được thỏa án cho lắm, đó là panel có dấu hiệu vào nước. Đó là cái lý do của hãng đưa ra để từ chối bảo hành của mình. Thì đối với cái màn hình như thế này, cái này là cái thứ 7 khi mình nhận của khách hàng. Mình test rất là ok, mình test rất là kỹ, mình coi những cái đường viền có dấu hiệu vào nước hay không, thì panel có bể hay không, và tem còn nguyên. Khách hàng mình khá kỹ ha. Màn hình này bảo hành 36 tháng và hiện tại là đang sử dụng đến 2 năm và 6 tháng rồi, thì còn một vài tháng nữa là hết bảo hành. Thì đối với những cái hàng chính hãng còn bảo hành thì họ sẽ bảo hành cho mình thôi. Nhưng mà riêng đối với màn hình AOC, thương hiệu AOC này, mình không biết lý do tại sao mình nhận được 7 cái biên bản từ chối bảo hành với lý do là panel có dấu hiệu vào nước, và mình test rất là kỹ, không có hàng có dấu hiệu vào nước, mà không hề bể, không hề bất kỳ một con dấu hiệu nào. Và khi mình nhận khách hàng mà mình cắm test thì nó không lên, cái màn hình này không lên, không có dấu hiệu lên. Thì ở đây có một cái đèn nguồn, có một cái đèn nguồn nhỏ ha, các bạn có thể thấy ở đây đèn nó có lên ha. Và khi các bạn mở nguồn, khi các bạn mở nguồn, nó có dấu hiệu xanh lên nhưng màn hình không lên. Thì mình test, mình có nhìn nghiêng, nhìn ngã thì màn hình panel này nó không hề bể. Có một vài cái trước mình test nó bị sập. Và khi mà nó có xuất hiện một đường sọc này mà mình nhận là một cái biên bản là panel có dấu hiệu vào nước, thì mình không hiểu nổi các bạn hãng, các bạn kinh hãng, các bạn test như thế nào và các bạn đưa cho mình cái biên bản như vậy. Thì các trường hợp là khách hàng cuối, thì bên mình khá là không hài lòng về chính sách bảo hành của thương hiệu như thế này. Và đây là cái màn hình thứ 7 mình sẽ gửi lên AOC. Trường hợp mình bị từ chối bảo hành một lần nữa với lý do panel có dấu hiệu vào nước, mình thề với các bạn mình sẽ đem màn hình này đốt ngay lập tức. Và đối với những màn hình AOC mà công ty Linh Phong và Viettech tại khu vực Bà Rịa Vũng Tàu bán ra vào thời điểm 2 đến 3 năm về trước, và nếu như còn bảo hành, ngoài trừ cháy nổ, bể vỡ, công ty mình sẽ hoàn trả cho người sử dụng cuối 100.000 đồng và xuất ngay một cái màn hình 22 mới tương đương cho khách hàng cuối. Và hệ thống công ty mình sẽ không bao giờ bán thương hiệu AOC và thương hiệu Philips do FPT và Hanel phân phối nữa. Mình làm clip này với mục đích là bảo vệ khách hàng cuối và người tiêu dùng. Nếu như các bạn thấy thích, hãy các bạn hãy like, chia sẻ clip này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của tôi.